Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nóng như hỏa Diệm Sơn, Vingroup dính đến Việt Á, Phạm Nhật Vượng đang xanh mặt phải không? Đại án tham nhũng liên quan đến Việt Á đến nay đã đốn ngã khoảng 60 quan chức cấp cao tại Việt Nam và con số này không dừng lại ở đây. Đó là đại án có quy mô chưa từng thấy với hai cựu bộ trưởng phải bắt vào khám, xem ra cái tên Việt Á sẽ là hung thần cho cuộc đời và sự nghiệp của những tên tuổi lẫy lừng. Ghế chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đầy quyền lực, đầy thế lực mà vẫn không thể trụ nổi thì xem ra nhiều chiếc ghế khác vẫn đang lung lay thực sự. Còn đó, ông Vũ Đức Đam, người mà đã từng được ca ngợi là quan chức mẫn cán trong chiến dịch chống đại dịch Covid-19, nhưng đến khi vụ án Việt Á nổ ra, ông Vũ Đức Đam cũng phải xanh mặt vì sợ. Hiện nay, ông Đam không ồn ào như xưa nữa, không mạnh mẽ như trước. Ông tuyên bố chống dịch trong 10 ngày nữa, ông lại thường hay đi nhẹ, nói khẽ, tránh động chạm đến xã hội, tránh cơ quan điều tra để ý. Đây là hình ảnh, đứng đầu Việt Á là Phan Quốc Việt, nhưng đứng sau Việt Á là Vingroup, câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Công ty Việt Á là một công ty tép riu, nhưng nó đã gây chấn động tới mức ảnh hưởng sâu và rộng của nó, bởi chính vì nó đã góp phần vào hàng vạn cái chết của người dân vô tội. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng không truy tới cùng thì người dân sẽ không còn tin tưởng vào sự thật lòng chống tham nhũng của ông nữa. Cũng có nhiều thông tin nói rằng về sự dính líu của tập đoàn Vingroup với công ty Việt Á. Báo chí nhà nước không đưa tin về nghi vấn này vì báo chí này đã có kiểm duyệt. Họ chỉ dám nói khi cấp trên bật đèn xanh mà thôi. Tuy nhiên, với mạng xã hội thì lại hoàn toàn khác. Mạng xã hội không hề kiêng kỵ bất kỳ đề tài nào, nhưng người ta cứ khui ra. Những quan chức, các đại gia đang câu kết với bộ máy nhà nước trục lợi trên sự khốn cùng của người dân đang rất sợ mạng xã hội. Những ngày qua, trên các trang mạng không ngừng bắn phá và thành trì vững chắc nhất của công ty Việt Á, người ta đang truy đến cùng cá nhân nào mới là trùm cuối của vụ Việt Á này. Công ty Việt Á thì rất nhỏ nhoi, không đủ tầm để có nhiều tiền nhập khẩu kit xét nghiệm rồi đút lót cho quan chức khắp các tỉnh thành trong cả nước. Phải có đại gia khủng đứng đằng sau Việt Á. Đây là hình ảnh sự dính líu giữa Phan Quốc Việt và Vingroup là câu hỏi đang được đặt ra. Chuyện lập một doanh nghiệp rồi cho người khác đứng tên để làm thương vụ lớn không phải là mới mẻ gì. Nguyễn Thành Phượng, con gái ông Nguyễn Tân Dũng, đã từng lập công ty định giá Amax và cho người khác đứng tên, đó là Võ Văn Mạnh làm giám đốc. Khi vụ án Mobile Phone mua AVG bị đổ bể, người chịu trách nhiệm là Võ Văn Mạnh, còn Nguyễn Thành Phượng thì bình chân như vậy. Trước khi vụ Việt Á bị phát giác, báo mạng Infonet có viết một bài về sự liên đới giữa Vingroup và Việt Á như sau. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2021, tập đoàn Vingroup đã thành lập công ty công nghệ sinh học VinBioCare với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, trong đó tập đoàn Vingroup chiếm 69% cổ phần, Phan Thu Hương giữ 1%, ông Phan Quốc Việt nắm 30%. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này là bà Mai Phương Hội, phó tổng giám đốc của tập đoàn Vingroup. Đây là đầu mối để người ta nghi ngờ Việt Á là một dạng Amax thứ hai. Với tầm của Phạm Nhật Vượng thì không dại gì ông ta để vụ này bại lộ. Và lại sức mạnh kim tiền của ông Phạm Nhật Vượng là số 1 hiện nay. Ông ta rất khéo chi tiền để đạt được mục đích đó. Thậm chí nhiều thông tin cho rằng ông ta thao túng cả bộ chính trị. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Sau khi Việt Á đổ vỡ, các tờ báo nhà nước không đề cập đến vai trò của Vingroup với ông Phạm Nhật Vượng là sự rất bất thường. Điều này làm cho nhiều người cảm giác đã có sự can thiệp về mặt truyền thông. Không biết ông Phạm Nhật Vượng che trời được bao lâu nữa. Tuy nhiên, mạng xã hội thì dường như không tha. Và liệu rằng ông Phạm Nhật Vượng có thấy sự lo lắng này hay không? Hay tự tin với tài xoay sở thì hãy chờ xem thời gian tới. Mỗi con người có một thời gian cực thịnh, khi hết thời thì không ai có thể lỡ nổi. Quyền lực như Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà thì cũng đầu hàng số phận mà thôi. Còn Phạm Nhật Vượng thì sao đây? Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
tiền đang chui lỗ kim, đảng tung người hốt trọn, ai được? 1 tỷ đồng Việt Nam thì phải dùng bao tải mới được được, 30.000 tỷ đồng Việt Nam thì phải dùng container mới chuyển hết, thậm chí cần phải chuyển rất nhiều đợt. Trên báo chí thông báo rằng một nhóm gồm 13 người do Nguyễn Thị Nguyệt cầm đầu đã chuyển số tiền 30.000 tỷ ra nước ngoài. Đấy là vụ án vô cùng khó hiểu bởi thông tin của nó. Khó hiểu thứ nhất, số tiền chuyển quá lớn thì rất khó chuyển lậu, nên số tiền 30.000 tỷ được vận chuyển như hàng hóa xuất nhập cảng thì rất vô lý. Điều khó hiểu thứ nhì là tiền Việt Nam khi ra khỏi biên giới là giấy lộn, vì tiền Việt Nam vô giá trị trong giao dịch quốc tế, không ai ưa dùng nó cả. Có ai lại bỏ một khoản tiền vô cùng lớn để biến nó thành vô giá trị rồi bị nhà nước bắt bị chuyển hàng lậu hay không? Nhất là khi trị giá của nó lên tới hàng tỷ đô la. Đây là hình ảnh báo công an giật tít rất khó hiểu. Theo cáo trạng, từ năm 2016 nắm bắt được nhu cầu cần thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyễn Thu Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập tái xuất của Phạm Hữu Thuật để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân của hai công ty. Đó là công ty thương mại và dịch vụ Đại Phát và công ty đầu tư kinh doanh thương mại Đại Phát. Thuật và Nguyệt thỏa thuận mỗi bộ hồ sơ tạm nhập tái xuất để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Thuật bán cho Nguyệt với giá từ 30 đến 40 triệu đồng Việt Nam. Nguyễn Thu Nguyệt đã lợi dụng bộ hồ sơ tạm nhập tái xuất đối với đối tác bên Trung Quốc để chuyển tiền đi dưới dạng thanh toán cho đối tác. Ban đầu các tờ báo tung tin là chuyển tiền lậu làm người dân không hiểu rằng đấy chỉ là cách giật tít câu view. Thực chất họ vẫn chuyển tiền cho các đối tác theo phương thức thanh toán hợp đồng. Như vậy, bên Việt Nam đóng vào tiền Việt, bên nước ngoài nhận ngoại tệ. Vậy đây là hình thức vận chuyển và đổi tiền bằng cách trá hình. Như vậy là không có tiền Việt Nam nào đem ra nước ngoài cả, mà thực tế đây là sự chuyển khoản. Đây chính là kẽ hở của luật pháp. Người ta dùng những bộ hồ sơ được bán và kê khai hợp pháp mà bảo là chuyển tiền lậu thì không thỏa đáng. Chính quyền Việt Nam cần phải xem xét lại nền tảng pháp lý thế nào là chấn chỉnh, chứ không thể bắt người chấn lột tiền của họ được. Đây là hình ảnh 30.000 tỷ đồng là số tiền rất lớn, chuyển như hàng hóa thế nào cho được. Như vậy là bài toán container tiền chui lỗ kim. Là vậy, và lỗ kim ở đây là nền tảng pháp lý. Nếu để số tiền trị giá hàng tỷ đô la chui qua được thì đó là kẽ hở dành cho những con khủng long, chứ chưa chắc gì là lỗ kim. Chính quyền đã hốt nhóm biết lợi dụng kẽ hở pháp luật này, và tất nhiên là tịch thu tang vật với số tiền 30.000 tỷ đồng, nó tương đương với hơn 1 tỷ đô la. Vì lỗ hổng luật pháp mà tịch thu tiền của nạn nhân thì đó là cái bẫy. Thay vì sửa chữa bản thân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã triệt hạ ai lợi dụng sai sót của họ. Đây là cách hành xử không công bằng, bởi vì phía sai là nhà nước lại hốt tiền, còn phía phát hiện ra lỗ hổng lại bị mất tiền. Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước trục lợi, không cần phải giải thích nhiều. Chỉ cần nhìn vào các vụ án tham nhũng trải dài từ năm này đến năm khác thì biết nhà nước Việt Nam vì dân hay không. Đây là hình ảnh câu nói nổi tiếng của ông Mai Tiến Dũng. Vào năm 2017, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã có phát biểu rất thực dụng rằng: nếu sai, chúng ta xin lỗi dân. Nếu dân làm sai, dân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước trục lợi, nên nó đã tự cho nó cái quyền sai, sai nghiêm trọng lắm thì xin lỗi một tiếng là xong. Còn dân thì dù lỗi nhỏ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị triệt hạ. Có người ăn cắp con vịt, ăn cắp buồng chuối thôi cũng bị đi tù giam. Còn nhiều ông quan ăn cắp của nhân dân hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng thì chỉ bị án tù rất nhẹ, thậm chí là tù treo. Đó là suy nghĩ đã ăn sâu vào trong nếp của người Cộng sản ở Hà Nội. Đảng Cộng sản họ dùng pháp luật trị dân, nhưng họ lại tự đặt cho mình đứng ngoài vòng pháp luật. Họ tự cho cái quyền được hưởng mọi thứ, còn người dân thì hoàn toàn không có quyền gì.